Trịnh Hội xin kính chào quý vị trở lại với chương trình Trẻ Khỏe Đẹp trên đài truyền hình Việt Face TV. Hôm nay quý vị thấy rằng là chỉ có mặt của Trịnh Hội không, mà không thấy mặt của bác sĩ Hạnh Vũ, là bởi vì thưa quý vị, bác sĩ muốn dành cái phần 1 của chương trình này để nói về cái người khách đặc biệt mời hôm nay, bởi vì bà là Deputy Commissioner. Trịnh Hội không biết phải dịch sao, nhưng mà một cái người mà làm cho chính phủ tiểu bang State of California, tiểu bang California liên quan về vấn đề mà xét đơn của những người mà đang ở trong tù để mà xin được tại ngoại hầu tra hoặc là xin được tha bổng, nó gọi là parole. Người guest của mình tên là Karen Fleming. So I was just talking a bit about why the doctor, who is my co-host, Dr. Vu, is not here today, and that's because you know, she wants to give a bit of time for me and you to talk a bit about the law and about your work. And I understand that you are a deputy commissioner and you work for the parole board. I actually work for the board of parole hearings for the state of California currently. Mm. Okay. And how long have you been doing that? I've been there since December of 2004, actually. Almost 10 years. Wow. It's quite a while, huh? It is a long time. Vâng, bà Fleming đã nói rằng là bà đã làm việc gần 10 năm rồi, từ năm 2004, cho cái parole board, là cái nơi mà để xét những cái đơn, có thể gọi là những cái đơn mà xin cứu xét được ra sớm hoặc là được giảm án, nó gọi là parole. What I want to ask is this, Karen, with this sort of work, what do you find most challenging? I mean, you've been around for 10 years. You must have met or considered so many cases. What do you consider as most challenging in your job? The most challenging in my job is when I have to make a decision as to whether or not somebody is going to, well, first of all, I'm going to decide if they're going to stay in prison. And weighing the evidence and determining what's the better course to go, because we were given tools for rehabilitation and avenues such as drug treatment, depending on the severity of the violation of parole. Right. Right. And so determining what was best, and sometimes trusting that that person was going to do possibly the right thing and seek rehabilitation. Or what you think he's going to do. Right. It is, and it's difficult, because I often don't take work home, but there were times when I would almost second guess myself. Right, right. Vâng, cái câu hỏi của Trịnh Hội dành cho bà là trong cái công việc làm mà đã gần 10 năm nay, thì cái việc đối với bà nó khó khăn nhất là cái điều gì? Thì câu trả lời là, well, cái điều mà khó khăn nhất cũng có thể là mình phải xem xét một cái hồ sơ đó nó có đáng được tha bổng hay không, hay có đáng được giảm án hay không. Thí dụ như một người mà dùng drugs, là dùng những cái thuốc mà gọi là thuốc kích thích mà không có tốt đó, mà bị cấm, mà sao bây giờ mình cứ nghĩ là không biết là họ có trở lại cuộc sống bình thường hay không, hay họ vẫn tiếp tục sử dụng ma túy chẳng hạn. You were talking about that being a challenging thing. What about what's rewarding in your job? And I also want to ask about, is it just you considering one case? Because if that is the case, I mean, that's a bit pretty heavy responsibility. Actually, I'll answer that. First of all, Hoy, yes, it was myself just doing each individual case. Mm. There would be a parole violation. They would come before me. I would weigh the evidence, listen to the evidence, and weigh it and determine whether or not the burden of proof had been met, that there was good cause. And then the second half of the hearing would be to determine the disposition. Right, right. Câu hỏi thứ hai của Trịnh Hội dành cho bà rằng là, nếu mà, nhưng mà Trịnh Hội lại hỏi một câu khác nữa. Cái câu đầu tiên Trịnh Hội hỏi rằng là, nếu như mà làm một công việc đó thì cái điều bà thích nhất là điều gì? Và một cái điều nữa mà Trịnh Hội muốn hỏi bà rằng là, khi mà mình làm như vậy là một mình bà quyết định, hay là mình làm ví dụ như là có ba ông quan tòa quyết định, hay chỉ có một mình bà Karen Fleming mà thôi? Thì bà nói những cái lúc mà đi làm việc như vậy chỉ có một mình ngồi quyết định mà thôi. Và nó cũng khó khăn, bởi vì mình phải xem xét coi rằng là những cái chứng cớ trước mặt mình nó như thế nào. Có như người đó đang được tại ngoại hầu tra nhưng mà lại bị phạm một cái vi phạm cái luật nào đó, thì không biết là nó có đáng để mà được phải vô tù hay không. So that's, I was just trying to, you know, translate
some of the things that you've just said. What about, what's the most rewarding thing in your job? The most rewarding is, it's twofold. I have had the opportunity where I have sent someone to treatment, particularly drug treatment, and I've had them come back, although on a violation, but tell me, Commissioner, it really mattered what you said to me, what you did for me. And I've had other cases come back where I've heard in the future where I made a decision to do something and that person did better, did well out in the community. But on the other end of the spectrum, the mission of my job was to preserve public safety. Yeah. So there were times when I would make a decision that would, I would impose a special condition, meaning a mandate of parole that would curtail conduct or prevent something or contact with a certain person. And I knew in doing that, I was keeping someone safe. Yeah. Or when the evidence was overwhelming and the burden had been met, and I knew that this, frankly, I'm doing these cases in a prison. Right. I'm right. not sitting in a courtroom. Hmm. I'm in a prison. I was dealing with real criminals. Right. And sometimes I had to make decisions based on public safety and weighing the evidence. Wow. So. Thưa quý vị, rằng là để trả lời cái câu hỏi là cái điều gì làm cho bà thích nhất, là cảm thấy ấm lòng nhất khi mình làm việc này, thì bà nói rằng là đó là khi mà mình có một cái quyết định mà khi cái người mà mình đã vừa giúp đó trở lại và nói với mình rằng bà đã quyết định đúng, những điều bà nói đúng, và tôi đã trưởng thành và tôi đã thay đổi con người tôi, nhất là đối với những trường hợp mà sử dụng những chất kích thích ma túy. Một cái điều nữa bà mắc nhắc thêm, mình làm cho Trịnh Hội cũng có một số suy nghĩ mà Trịnh Hội muốn hỏi thêm bà, đó là bà nói khi mà làm những cái hồ sơ này đó là phải đi vô tù và phải xem xét là mỗi cái trường hợp nó như thế nào ở ngay trong tù, chứ không phải là ngồi ở trong một tòa án giống như một ông quan tòa. Đó là một cái điều mà cũng khá là ngạc nhiên. So let's talk a bit about the prison. If you have three words to describe the prison system here in California, what would those three words be? That's a tough one. That's a tough one? That's a tough question. Okay. Is it crowded? It's becoming less crowded. It's less crowded. Is it fair? Yes, I believe it's fair. It's fair? From my experience. Okay. And is it harrowing? In places, sometimes. Right. I have been in places in there where it's not comfortable, but it is, it's prison. It's prison, yes. Trịnh Hội muốn hỏi một câu mà bà cho là hơi khó, là Trịnh Hội nói nếu mà phải dùng ba chữ để miêu tả về cái hiện trạng của cái hệ thống nhà tù ở California thì ba chữ đó là gì, thì bà nói hơi khó trả lời. Tuy nhiên bà cho rằng là hiện giờ thì cái hệ thống nhà tù bây giờ nó bớt chật hẹp hơn, nó bớt đông đúc hơn, nó tương đối là công bình, và ở một số nơi thì cũng là những khó khăn, những cái nơi mà cảm thấy rất là cái chữ harrowing, Trịnh Hội không biết phải dịch sao, nhưng mà nó làm cho sự khác biệt, những cái sự đối xử nó hơi là cùng cực đó. Thưa quý vị, là Trịnh Hội muốn hỏi là bởi vì ít khi nào mà chúng ta nghe được những cái lời chia sẻ của một người đi vô tù mỗi ngày trong công việc của mình. I'm sorry to ask you some kind of like tough questions, because in a way both me and the audience hardly know anything about the prison systems here. I take it that you then a criminal lawyer before? I was okay. A criminal defense attorney. And how did you get into this position of going to prison and considering cases every day? Well, I actually represented parolees and inmates who were coming up for life or suitability hearings. And I represented them for, about 8 years. And I had my own practice, and I was practicing in a number of areas, family law, a little bit of personal injury, but I had worked at the public defender's office in law school. Right. I was an right. intern there. I have a knack for it. It was right. very, I was comfortable.
in that arena. It was very honest, clear. I could be direct. Thank you so much. Trình Hội hỏi rằng là nếu như vậy thì có lẽ là bà phải là một người luật sư trước đây, thì bà nói đúng. Trước đây bà là một người luật sư làm việc về những cái vấn đề liên quan đến luật gia đình, nhưng mà đặc biệt là luật criminal, gọi là luật hình sự đó, quý vị. Và bà nói rằng là đã làm việc 8 năm, lúc đó thì mình đại diện cho những cái người mà xin mãn hạn hay là xin ra tù hay là xin được parole, thì nhờ cái việc làm đó mà bà sau này mới làm Deputy Commissioner. We only have one more minute before we have to sign out for segment one. Three words to describe your job right now. Right now? Yep. Your job as a Deputy Commissioner. Interesting. Interesting. Challenging. Challenging. Changing. Wow. All right. Và ba chữ cuối cùng bà dùng để mà miêu tả cái công việc của bà. Đó thứ nhất là interesting, là thú vị. Thứ hai là challenging, là khó khăn, hơi khó khăn. Và thứ ba rằng là changing, là luôn thay đổi. Bởi vì luật bà vừa mới chia sẻ với Trình Hội là vừa mới thay đổi, và vì vậy chưa biết là công việc của bà sau này sẽ ra sao. Vâng, trong tinh thần đó xin mời quý vị dừng lại trong giây lát, xem một vài phút quảng cáo, và chúng ta sẽ trở lại với phần 2 trong chương trình.